Chương 35 Hồng Loan Thiên Hỷ. Tác giả Vũ Văn Trường Cung. Dịch Vạn Cổ. Nguồn bạchngọcsách.com. Thần trí của tôi rơi vào trạng thái mơ hồ. Cái xác cháy khét trên lưng kéo tôi về hướng bậc thang thứ 13. Những linh hồn bị giam bên trong ấy vẫy đập lên một vách chướng vô hình nào đó, tựa như có một vách chắn mà mắt thường không nhìn thấy đang ngăn cách hai thế giới tách biệt. Nhịp tim của tôi càng lúc càng chậm, mí mắt nặng dần. Một cơn buồn ngủ mà trước giờ tôi chưa từng trải nghiệm nhanh chóng kéo đến. Mình mệt mỏi quá rồi. Tôi rất muốn ngủ, không cần phải tỉnh giấc nữa. Cao Kiện! Ngay cái thời khắc quan trọng ấy, giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Nhưng một phần hai cơ thể tôi đã bị tóm vào thế giới vong hồn. Tôi cảm nhận được cái lạnh thấu xương, cổ họng khô khốc, tựa như đang bị dìm tận đáy hồ âm u, khó nói thành lời. Cao Kiện! Vẫn có người đang kêu réo tên tôi. Đó không phải là ảo giác, tôi quả thật nghe được ai đó kêu gọi tên mình. Tôi như một kẻ chết chìm đang cố vùng vẫy hai tay, nhưng thân thể vẫn cứ tiếp tục chìm xuống, tựa như cảnh tượng trong ác mộng vậy, cứ rơi vào vực sâu không đáy. Nắm lấy tay em, Cao Kiện! Tựa như một cái gợn sóng nhẹ trên mặt hồ đen tối, tôi thấy một cuồng lửa hừng hực từ trên trời rơi xuống, chiếu vào vành mắt tĩnh mịch của tôi, sau đó lan rộng, bao phủ cả tầm mắt của tôi. Tôi vội đưa tay che khuất tầm mắt theo bản năng. Bàn tay tôi chạm vào một quầng lửa trước mặt, nhưng không hề cảm thấy đau đớn hay bỏng rát gì cả. Trái lại, tôi cảm nhận được sự ấm áp. Dường như tôi vừa chôn vào một khối ngọc trơn bóng, lại mềm mại, đầy rõ ràng là một đôi tay của người con gái. Nắm lấy, nhanh! Sự ấm áp đã biến mất từ lâu bỗng xuất hiện, lan rộng khắp toàn thân. Sức sống trong trái tim tôi quay lại lần nữa. Tôi tóm chặt lấy ngọn lửa kia. Bóng tối trước mắt bị ngọn lửa hừng hực ấy xua tan sạch sẽ. Há miệng hớp mạnh không khí, dường như tôi giật mình tỉnh giấc từ cơn mơ, hai mắt đột ngột mở mạnh ra. Cái xác vẫn còn nằm trên lưng. Bậc thang thứ 13 dẫn đến thế giới khác đã biệt tung biệt tích. Thay vào đó, tôi trông thấy một tấm da người với những đường nét hoa văn phức tạp được vẽ nên. Tấm da người lột từ ngực của Quách Quân Kiệt đang nằm trên con đường dẫn đến sân thượng kia. Thì ra nó dùng miếng da người bị nguyền rủa này để giam cầm linh hồn của những học sinh đã chết oan uổng kia. Vừa nãy là ai cứu mình? Ngẩng đầu nhìn lại, tôi trông thấy có hai bóng người, một đỏ, một đen, đang giao chiến kịch liệt với nhau trên cầu thang. Còn ác quỷ đen đúa, dữ tợn, chính là thần sát nguyên thần, trong khi người mặc áo kế màu đỏ kia lại là một cô gái với oán niệm mù mịt hộ thể. Dĩ nhiên, đó chính là Tiểu Phượng. Là Hồng Loan Thiên Hỷ! Rốt cuộc, Vạn Nhất Đạo Trưởng gửi vào room livestream một câu comment với giọng điệu không còn vẻ hờ hững như lúc ban đầu. Thần sát trong bát tự, mệnh chiếu Hồng Loan. Tên streamer này lại có số mệnh gì? Suốt cuộc đời này, con người bình thường khó có thể gặp được một vị thần sát. Thế nhưng thằng nhãi này lại có thể gặp mặt hai loại thần sát chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Hơn thế nữa, số mệnh của hai loại này xung đột lẫn nhau, thế là dẫn đến tình cảnh gặp dữ hóa lành. Tương tự nguyên thần, Hồng Loan Thiên Hỷ cũng là một trong những loại thần sát thuộc về hệ thống bát tự. Tuy không hùng lệ, nguy hiểm như nguyên thần, nhưng loại thần sát này có tính chất chủ đạo huyết quang, khi giao chiến sinh tử không hề yếu kém. Tôi cũng không biết tại sao Tiểu Phượng có thể mò đến đây, nhưng hiện tại tôi đâu có rảnh hơi lo lắng nhiều việc nhiều khê đến vậy. Gượng đứng dậy một lần nữa, xốc lại cái xác của Quách Quân Kiệt trên lưng, tôi bước qua tấm da người kia, tung một cước, đá văng cánh cửa gỗ, đi thẳng lên sân thượng. Ánh trăng mờ ảo chiếu vào trên mặt. Đúng vậy, chỉ có tại vị trí cao nhất của tầng kiến trúc này, tôi mới có thể đón lấy từng ánh trăng sáng trên cao. Dưới ánh sáng rực rỡ của ánh trăng, ta muốn con quỷ hại người như mày phải tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Tôi lê từng bước đến biên giới tầng dạy học, leo qua lan can. Mày đi chết đi! Tôi dùng hết sức mình kéo cái xác từ trên lưng ra trước, ném thẳng nó xuống từ sân thượng tầng 4. Một tiếng gào thét vang trời chuyển đến từ trong cầu thang.
Khói đen có hình mặt quỷ quẩn quẩn xông ra từ bốn phương tám hướng. Nó dương nanh múa vuốt, gào khóc bi thương. Vài giây sau, có tiếng va chạm của thi thể và mặt đất vang lên. Ngay lúc ấy, toàn bộ quỷ vật và khói đen bao vây xung quanh sân thượng đều tan biến. Lúc này, thần sát nguyên thần đã có thể tránh thoát được Tiểu Phượng, đuổi tới sân thượng trên này. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã xong. Còn ác quỷ ấy hóa thành từng sợi khói xanh, cuối cùng hiện ra một cậu bé đứng trước mặt tôi. Nó mặc đồng phục học sinh phong phanh, gương mặt dần dần hiện rõ. Thì ra là em. Tôi bột miệng thốt lên mấy chữ, nhưng bỗng nhiên vắt cạn óc suy nghĩ, cũng không nhớ ra mình đã gặp thằng bé này ở nơi nào. Rồi đây, chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa. Cậu bé tan biến thành tro bụi dưới ánh trăng, nhưng câu nói sau cùng của nó cứ khắc khoải trong tâm trí tôi. Kết thúc rồi à? Từng tia sáng mờ mịt len lỏi qua bầu trời u ám. Tôi bước khập khễnh tiến về phía cầu thang. Anh Tử và Tú Mộc đều biến mất, chỉ còn lại Tiểu Phượng trong bộ áo cưới đỏ thẫm ngồi yên giữa cầu thang lạnh lẽo. Nhóc này, cảm ơn em. Tôi đưa tay ra định vỗ nhẹ vào vai Tiểu Phượng, thế nhưng ngay khi cô nàng nghiêng đầu nhìn sang, tôi liền giật mình sợ hãi, suýt nữa hét toáng lên. Gương mặt của cô ấy cơ bản không giống như vẻ mặt mà người thường nên có. Đó là một gương mặt tràn đầy sự cửu hận và đau đớn. Ngẫm nghĩ một chút, tôi liền rõ ràng chuyện này. Bộ dáng hiện tại của Tiểu Phượng chính là hiện thân của con ác quỷ tại nhà trọ An Tâm đang chiếm cứ cơ thể của cô ấy. Chẳng trách sao oán khí nặng nề đến thế. Tôi không hề giật cánh tay mà mình đưa ra ban nãy, mà dùng cánh tay đó nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cô nàng. Không sao rồi, Tiểu Phượng. Đôi mắt tràn ngập sát ý ấy trong suốt dần, vẻ mặt cô ta từ từ bình tĩnh trở lại. Rồi Tiểu Phượng ngã đầu sang một bên, té xỉu xuống đất. Xin lỗi, để em dính dáng đến chuyện này. Tôi bèn bế Tiểu Phượng lên, quay lại sân thượng. Hiện tại trời vẫn chưa sáng, chưa nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ livestream. Vì thế tôi không dám rời khỏi ngôi trường này. Đặt máy camera và điện thoại di động sang một bên, tôi ngồi tại lan can bên dưới sân thượng, ngắm nhìn cả ngôi trường tĩnh mịch. Trước mắt mình mới đúng là bản chất thật sự của thế giới này ư? Trong đêm nay, tôi đã dãy dụa nhiều lần trên con đường tử vong. Nếu phán đoán sai lầm một lần hay kém may mắn một chút, tôi đã sớm trở thành một cái xác lạnh băng. Hơn nữa, linh hồn của tôi sẽ bị giam cầm vĩnh viễn tại đây. Rốt cuộc mình đã hiểu tại sao Hạ Trì lại trốn tránh livestream rồi. Đây là một cái nghề mà người sống không thể nào làm được. Móc một điếu thuốc ra, châm lửa, tôi rít một hơi, nhìn thế giới dưới chân mình, trông chờ tia sáng hừng đông chiếu rọi lên cơ thể. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Số mệnh đối trọng với song sát như thế này, đây cũng là lần đầu tiên bản tọa nhìn thấy. Trong room livestream, lượt view vẫn còn hơn 400. Đây là một buổi tối rúng động lòng người, còn hấp dẫn hơn cả phim kinh dị rất nhiều. Đạo trưởng chưa đi nghỉ ngơi à? Chẳng phải tu sĩ như các vị thường đề cao việc tu thân dưỡng tính hay sao? Phát ra một làn khói thuốc, thật ra tôi vô cùng cảm ơn vị đạo trưởng chém gió thành thần này. Thằng nhóc xấu bụng, bản tọa vừa cứu cậu một mạng bàn nãy, chưa gì liền muốn đuổi ta ra khỏi room ư? Con đâu phải loại người vong ân phụ nghĩa đó đâu ngài. Hay là ngài cho con xin địa chỉ, khi trời sáng con gửi chuyển phát nhanh cho ngài 2 thùng trứng gà ta nha. Ta đã từng nếm qua rất nhiều loại sơn hào hải vị, chẳng có gì làm ta thấy hứng thú thêm. Chỉ là số mệnh của cậu rất hiếm thấy. Nếu có cơ hội, ta sẽ đến gặp cậu một lần. Cậu có không được, chỉ sợ đạo trưởng chết cười con. Chứ còn chết nay sống mai, hy vọng đến khi gặp mặt, đạo trưởng có thể chỉ điểm sai lầm cho con. Lời nói này của tôi chính xác là thật lòng thật dạ. Duyên phận chưa đến, khi nào đến sẽ tự gặp nhau. Mấy người tu đạo như ngài toàn là nói chuyện mơ hồ, huyền ảo. Chẳng lẽ ngài nghĩ rằng một thằng nhóc như con có thể sống sót đến khi cơ duyên đến hay sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Kể mà vạn nhất đạo trưởng ta trong thuận mắt sẽ có số mạng rất dai. Nhóc con,
Trước khi tạm biệt, ta sẽ tặng cho cậu một bài thơ. Thơ gì vậy ngài? Hồng Loan thiên hỷ nhập mệnh cung, xuất nhập cầu tài mọi chuyện thông. Cùng ngắm đảo hoa khai diễm sắc, trùng trùng tương ngộ quý nhân phùng. Thế này, bài thơ này có ý nghĩa gì vậy ngài? Tôi định hỏi tới, ai ngờ Tiểu Phượng đang dựa vào lòng tôi tỉnh dậy. Cô ấy thấy mình đang mặc áo cưới, lại dựa vào lòng tôi, bỗng chốc mặt mày đỏ dần. Tối qua thấy ghê quá anh ơi. Cô ấy úp mặt vào ngực tôi, hơi mắc cỡ, bèn im thiên thít, không nói lên lời. Nhìn bộ dáng này của cô ta, tôi hơi tự trách, không dám nói thẳng ý nghĩ trong lòng của mình, cũng không dám hỏi dò bí mật trên thân thể cô ta, đành dùng tay vuốt nhẹ một lọn tóc trên đầu Tiểu Phượng. Không ngờ em mặc áo cưới vô là xinh đẹp tới vậy nha. Ai mà cưới được em, đúng là có phúc ba đời. Cho đến khi mặt trời ló dạng, từng tia sáng rạng rỡ xua tan mọi mù mịt, nhiệm vụ livestream tại trường Trung học Phổ thông Tân Hỗ cũng nên kết thúc. Ngay khi ánh mặt mày chiếu vào người, một tin nhắn mới lại xuất hiện trong hộp thư đến của điện thoại âm gian tú chàng. Nhiệm vụ livestream đi đến trường Trung học Phổ thông Tân Hỗ lúc nửa đêm, sống sót đến hưởng đông đã hoàn thành, bắt đầu chấm điểm. Hoàn thành nhiệm vụ livestream 1 điểm, đạt hơn 500 lượt view khi livestream thưởng 2 điểm, nhận được phần thưởng từ người xem vượt hơn 1.000 minh tệ thưởng 2 điểm, hoàn thành ủy thác từ âm gian thưởng 1 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn, chơi 7 trò chơi trong ngôi trường, tiến độ hoàn thành 3/7. Trò chơi thi gan đã hoàn thành, trò chơi bốn góc đã hoàn thành, trò chơi trốn tìm đã hoàn thành, thưởng 3 điểm. Hoàn thành thống kê, tổng điểm là 9 trong lần livestream này. Tổng số điểm nhận được là 9 điểm. Càng hung hiểm sẽ nhận được hồi báo càng cao. Điểm số mà tôi nhận được lần này cao hơn 2 lần so với nhiệm vụ tại nhà trọ An Tâm. Dù không nhớ rõ mình đã hoàn thành 3 trò chơi tại ngôi trường, nhưng nếu âm gian thú chàng đã đánh giá như thế, tôi cũng vui vẻ nhận lấy. Có lẽ nếu mình không vạch rõ thân phận của Tú Mộc, tiếp tục giả bộ, chắc mình sẽ chơi thêm vài trò chơi. Đáng tiếc quá mà. Liên tưởng đến việc một điểm có thể đổi ngang một viên gạch vàng, tôi cảm thấy hơi nhức nhối nhẹ. Tổng điểm của bạn streamer là 9. Bạn có muốn hối đoái số điểm đó tại shop hay không? Mục lục vật phẩm trong shop hối đoái khả dụng với bạn đã được làm mới. Hiện tại bao gồm Kuman Thông Thái Lan 5 điểm, 6 lá bùa tiểu thừa ngẫu nhiên 5 điểm, Đồng Tiên Tử, Bồi Bổ Âm Dương Điều Hòa Ngũ Tạng 5 điểm, Tế Đàn Quỷ Mộ Không Đầu có thể sai khiến nô lệ ma quỷ cấp thấp 6 điểm, Giáo Trình Mệnh Lý Nhập Môn 6 điểm, Khai Khiếu Đan khai mở một huyệt vị ngẫu nhiên trên cơ thể 6 điểm, Ấu Trùng Cổ Độc Phi Long nhỏ máu nhận chủ, cứ một người giết một người là cổ độc có tiềm năng trở thành rất cao 9 điểm. Chương 36: Đi mua chó. Tác giả: Vũ Văn Trường Cung. Dịch: Vạn Cổ. Nguồn: bachngocsach.com. Hơn mười mấy món vật phẩm mới được thêm vào trong shop hối đoái, tôi không có thời gian đọc kỹ. Hiện tại nên là lúc rời khỏi trường cấp 3 Tân Hỗ thật nhanh. Về việc đổi món nào, tôi cần nghiên cứu thật cẩn thận mới được. Tôi và Tiểu Phượng cùng dìu nhau ra khỏi ngôi trường, đi một đoạn xa thật xa mới bắt được xe taxi. Cả người tôi bốc lên mùi khó ngửi, kèm theo Tiểu Phượng đang mặc một bộ đồ đỏ tươi như máu, khiến bác tài rất sợ hãi. Sau đó tôi phải bịa ra là hai đứa trong đoàn làm phim có việc nên bị bỏ rơi, mới lấp liếm lừa bác tài đồng ý trở về. Tiểu Phượng, làm sao em tìm được đến đây? Anh vừa đi, em liền bắt xe taxi chạy theo á. Hình như bác tài còn biết anh nữa, là một ông chú trung niên đầu hói. Vừa nhắc đến livestream mấy vụ linh dị là bác ấy hứng chí lắm. Hả? Ông chú đầu hói à? Trùng hợp dữ vậy. Chú ấy còn nói bọn mình lăn lộn trong showbiz như vậy phải biết ý tứ, cẩn thận bốn bề, kẻo người ngoài nhìn vào rồi nói hai đứa mình đi hẹn hò lén lút đó.
Nhìn Tiểu Phượng ôm chặt cánh tay mình như thế, tôi chẳng biết phải nói làm sao cho đúng. Dĩ nhiên, cô ấy đang cất giấu bí mật động trời trên người, nhưng tôi biết mình không nên thắc mắc. Thôi kệ đi em, như vậy cũng tốt. Quay lại shop khóa nhạc Điên Phong tại phố Đinh Đường, tôi và Tiểu Phượng thảng thốt rất nảy mình khi vừa bước xuống xe. Bọn chó chết nào dám phá tiệm của tao? Đêm qua, Tiểu Phượng đi vội nên quên kéo cửa cuốn xuống. Thế là lộ ra cảnh cửa kính bên trong bị ai đó đập bể nát. Hàng hóa trong shop bị quăng tứ tung trong tình trạng nát bét. Vốn dĩ tôi còn mơ tưởng đến cảnh nhảy vào nhà tắm, kỳ cọ thỏa thích một phen, rồi ôm gối làm một giấc mộng đẹp. Giờ thì hay rồi, chẳng ngờ nhà mình lại bị phá nát. Tôi xắn tay áo lên, đi vào trong tiệm. Bỗng thấy anh Lưu Mù đang chống đòn gánh đứng đó. Gã còn cầm được vật gì đó trên tay, quan sát nó tỉ mỉ, thỉnh thoảng cởi mặt chốt lên xuống, cảm thụ tần suất chấn động đa dạng từ vật đó. Món đồ chơi này dùng làm sao ấy nhỉ? Sao không có sách hướng dẫn gì hết vậy cả? Tìm một chiếc tiệt, tao coi mày là anh em, mà mày phá tiệm của tao. Đây chính là gia sản tích cóp hàng mấy năm nay của tao đấy. Tôi lấy cổ áo của gã Lưu Mù, tôi định dạy cho thằng Trả một bài học. Chẳng ngờ rằng, ông ta gạt đòn gánh ngang một cái, đẩy hai cái tay của tôi ra. Không biết làm sao lại có thể đè tôi xuống đất. Anh mày phá tiệm của chú mày làm gì? Một người bệnh hoạn sắp chết như chú thì anh mày cũng chẳng dám đụng đến đâu. Lỡ bị lây cái xui quả nữa. Không phải anh, chứ còn ai vào đây? Hôm qua, tôi đứng đầu hẻm nhà anh kêu la gần nửa tiếng đồng hồ mà có thấy anh đâu. Hôm nay tự dưng anh lại đến, cứ như mày khóc chuột, bụng dạ xấu xa. Năng lực của anh mày có hạn, nên hôm qua anh chạy đi tìm sư huynh thỉnh giáo đó mà. Thế rồi anh tìm được sư huynh chưa? Anh chưa. Nhà anh, còn giả bộ bình tĩnh được như vậy à? Đừng nói nhiều lời nữa, mau buông tay ra, tôi phải quyết đấu với anh. Anh Lương Mù đang định trả lời lại tôi, bỗng nhìn thấy Tiểu Phượng đang mặc áo cưới đi vào trong nhà. Ông ấy tái mặt, giơ đòn gánh chắn ngang ngực, bước đến đứng trước mặt tôi. Cô là ác quỷ phường nào dám đến đây quấy phá? Ban ngày ban mặt sao dám hiện hình? Hiện hành cái nhà anh. Cô ấy là nhân viên trong tiệm của tôi. Anh tránh ra. Cố gắng giật tay mình ra khỏi bàn tay của anh Lưu Mù, tôi bèn kể rõ lai lịch của Tiểu Phượng cho anh ấy nghe. Sau khi nghe xong, gã cho mày lại, im lặng một hồi lâu. Đại ca này, nếu không phải anh đập bể đồ trong tiệm em, vậy thì ai làm nhỉ? Anh Lưu Mù liền bấm ngón tay tính toán. Ngay khi tôi đang nghĩ anh ấy sẽ bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời theo trong phim, thì anh ta chỉ về phía camera treo ngoài cửa. Cậu tự mở ra mà xem đi. Bật camera lên, tôi liền thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Tầm 2 đến 3 giờ đêm hôm qua, một đám người chạy xe van đến đây, cầm cây gọc trong tay, vừa đến liền thỏa sức đập phá. Tuy bọn chúng che lại biển số xe, nhưng không hề đeo khẩu trang che mặt. Tôi thấy rõ có một kẻ xăm hình bọ cạp trên ngực, nó còn đưa ngón tay thối thị uy trước màn hình camera. Phách lối dữ bây! Gần đây, tôi có xích mích với rất nhiều người, nhất thời không thể đoán ra bọn chúng là ai. Tiểu Phượng nhanh chóng quét dọn căn phòng, sau khi xem xong hình ảnh trong camera, bèn nói cho lo lắng. Hay là mình báo cảnh sát đi anh? Báo cảnh sát à? Dù bọn chúng có bị tóm cổ vào đồn, cùng lắm là bị giam giữ 2 tuần đến 3 tuần là cùng. Cái dạng trừng phạt không đến nơi đến chỗ thế này làm sao giải được mối hận trong lòng tôi. Tự anh điều tra chuyện này, mặc kệ nó được ai bảo kê đi chăng nữa, dám cả gan phá tiệm của anh sẽ cho nó đẹp mặt. Thằng ngang ngược sợ thằng bốc đồng, nhưng thằng bốc đồng rất sợ thằng liều mạng. Tôi chính là kẻ thuộc nhóm dân liều mạng đấy. Hoàn thành công tác dọn dẹp mớ hổ lốn trong tiệm, đến buổi trưa, tôi và Tiểu Phượng cũng làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, bèn thay một bộ đồ tươm tất, rồi rủ anh Lưu Mù đi ra ngoài ăn cơm. Chén tạc chén thủ một hồi, anh Lưu Mù vẫn cầm như hến. Mãi đến khi thấy Tiểu Phượng say kê đầu rồi, mới lấy ngón tay của mình chấm nước, viết lên bàn. Hai người có quan hệ giường chiếu chưa? Tôi nhìn anh ấy bằng một ánh mắt buồn cười. Anh Lưu à, anh nghĩ em là loại người không chịu nổi cám dỗ như thế ư? Cô ấy không có nhà để về, nên em tạm thời nhận cô ấy vào công tác. Bọn em chỉ đơn thuần là bạn bè mà thôi.
Bản mệnh của cô ấy là Hồng Loan, còn bị lệ quỷ ám người. Một cơ thể nhưng có hai số mệnh, chính là một con yêu quái xấu sờ sờ ra đấy. Em không thể đụng chạm đến cô ấy được. Mau lánh xa cô ấy ra, tránh càng xa càng tốt. Anh lù bù lướt ngang ngón tay, ghi cả một câu dài như thế. Tôi đọc xong nhưng chẳng đắn đo gì nhiều. Anh uống ly nữa không? Đêm qua, nếu không nhờ có Tiểu Phượng, tôi chết chắc. Do đó, dù là dùng mạng đổi mạng, tôi cũng không thể nào đối xử tế bạc với cô ấy. Vướng vào nghiệp chướng, nhân quả không ngừng, cậu sẽ càng lún sâu vào vũng bùn hơn. Cuối cùng cũng chỉ còn một con đường chết. Anh lưu mổ đứng lên, viết xuống mấy chữ được chấm từ ly rượu. Một là cưới cô ấy, hai là giết chết cô ấy. Anh sai thật rồi, em không cưới cô ấy, cũng không giết cô ấy. Đưa tay gấp miếng mồi, tôi đáp lại một cách khẳng định như thế. Anh lưu mồi còn định viết thêm gì đó, nghe tôi nói chắc định như thế, bèn thở dài. Thôi, tất cả đều do số mệnh an bài, sức người khó mà thay đổi. Anh ta giơ mảnh vải đen trên mắt lên, nhìn tôi chằm chằm hơn mười mấy giây. Hiện tại, bệnh tình của em đã đến giai đoạn cuối, oán niệm ăn sâu vào tận xương tủy. Anh không biết đêm qua cậu em đây đã đi đâu, nhưng oán khí trên người em tăng gấp mấy lần so với lúc ban ngày. Nếu cứ kéo dài như thế, không cần cô ấy khắc chết em cũng tự chết. Em biết chứ, nhưng có một số nơi em bắt buộc phải đi. Đêm qua, tôi chơi trò chơi với âm hồn, lại đơn thân một mình đi tìm thi thể của thần sát nguyên thần ngay tại nơi nó bị phong ấn, nên âm khí ám nặng là chuyện hiển nhiên. Anh Lưu, anh biết cách khử sạch âm khí trên người hay không? Những vật có thể thanh lọc âm khí đều là tài liệu quý hiếm trong trời đất này, có tiền chưa chắc mua được. Và lại, em nên chú ý một vấn đề khác trong thời điểm hiện tại. Anh ta quay đầu, liếc Tiểu Phượng. Âm khí dày đặc thế này sẽ thu hút nhiều thứ bẩn thỉu tìm đến đây hơn. Như thế em sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm hơn nữa. Cô ấy không sợ lỡ, em bị mấy thứ bẩn thỉu dòm ngó nhiều rồi, giờ có thêm cũng chẳng sao. Đúng là em còn khá lạc quan. Anh lùng mù không còn lời nào để nói với quan điểm của tôi nữa, đành bảo rằng đi trên bờ sông, dĩ nhiên giày sẽ không bị ướt. Cần phải cẩn thận mới không gặp phải thiệt thòi. Tốt hơn hết là em nuôi vài con gà trống hoặc chó mực trong cửa hàng này. Ngộ nhỡ đến lúc nguy hiểm, biết đâu chúng nó sẽ cứu em một mạng. Nuôi gà trống trong tiệm thì hơi kỳ kỳ. Anh chỉ muốn tốt cho chú em thôi. Mạng không còn, còn lo kỳ với không kỳ. Nói xong, anh lưu mù uống nốt ly cuối, rồi vác đòn gánh bước đi. Tôi thanh toán tiền xong, bèn cõng Tiểu Phượng say ngất ngứ về tiệm. Nhìn dáng dấp ngây thơ, má hồng, môi đỏ khẽ khẽ hô hấp của cô ấy, tôi bỗng tỉnh ngủ hẳn. Đắp chăn cho cô ấy xong, tôi liền khóa trái cửa tiệm bên ngoài, rồi dạo bước đi đến khu chợ thú cưng lớn nhất Giang Thành. Anh lưu mù nói đúng, một vài loại thú cưng có linh tính trừ tà. Nếu tôi mua một con rồi nuôi trong cửa hàng, ngộ nhỡ tôi đi vắng thì có nó trông coi cửa tiệm cũng được. Lần đầu tiên đến chợ thú cưng, tôi không ngờ rằng không khí mua bán ở đây rất nhộn nhịp. Cựa đà xanh đi, tắc kè hoa đi, mua hai con tặng một con, giá chỉ 1.999 đồng. Anh không có ai và bạn cùng ư? Chị đang cô đơn vì thiếu người trò chuyện ư? Mau đến đây ấm ngay một em vẹt thầy tu đuôi dài về nè. Bé này không phải là thú cưng, mà là chuyên gia vật lý trị liệu chuyên sưởi ấm tâm hồn. Grand Mostra Rosia, nữ hoàng của loài nhện nhện. Mấy chế không thấy động lòng bởi vẻ đẹp của quý bà này à? Nhìn bầy thú cưng trong lồng sắt treo bên ngoài, tôi hơi ngại ngại khi bước vào hỏi cái câu. Ông chủ, em muốn mua hai con gà trống, cái loại lông trắng lông đỏ ai vậy? Nói thế thì thật mất mặt quá. Tới lui gần nửa con đường, rốt cục tôi thấy một tiệm bán chó. Vừa bước vào, liền trông thấy nhiều chú chó cảnh cực kỳ đáng yêu và những cô nàng đỏng dáng đang chọc kẹo mấy bé cún. Tôi lắc đầu, dậm bước ra ngoài thì ông chủ tiệm gọi với theo một cách nhiệt tình. Anh bạn ơi, xem điều bộ của anh bạn, hình như anh không vừa mắt với chó trong tiệm tôi hả? Mấy bé này dễ mến quá, trong khi em đang định tìm một con nào ai vệ một tí. Làm sao tôi dám nói tôi mua chó để trừ tà? Hiểu, hiểu, hiểu.
Khách hàng là thượng đế mà. Mời cậu vào. Tôi có một bầy chó hung dữ lắm, thả bên ngoài sợ hù dọa khách qua đường. Ông chủ xốc bức màn dày lên, dẫn tôi vào trong. Mấy con chó trong này có vẻ rất hung dữ, nhưng chẳng hiểu sao, ngay khi tôi vừa đi ngang qua là chúng co đầu, rút cổ sát vào vách lồng sắt, lại run lẩy bẩy, khiến ông chủ cũng vô cùng lúng túng. Sao kỳ cục vậy? Thường ngày, mấy thằng nhóc này rất hung hăng đấy. Tại sao hôm nay không dám sủa lấy một tiếng? Ông chủ thầm nghĩ khi đứng cạnh tôi. Tôi cũng không dám nhiều lời. Phỏng chừng là do âm khí dày đặc trên người tôi lại nhiễm vào hơi thở của thần sát trong bát tự. Thấy tôi có vẻ muốn đi về, ông chủ quyết đoán gọi tôi lại lần nữa. Khoan đã, tôi còn có một vài con khác trong tiệm. Đây là giống cực kỳ cao cấp. Dù cậu có muốn mua hay không, thì khi về tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai. Chắc cậu cũng hiểu mà. Tôi sợ dính rắc rối về mấy vụ kiểm kê, nhập cảnh. Hả? Còn bé nào hung dữ hơn mấy bé này à? Dĩ nhiên. Ông chủ lấy một chiếc chìa khóa ra, mở cánh cửa tại căn phòng cuối cùng. Cậu cẩn thận nha, đừng đứng gần chuồng. Giống chó trong này toàn là chó chiến đấu cỡ lớn, cũng có chó ngao do khách hàng gửi giữ dùm, toàn mấy loại dùng thịt tươi cho ăn, dạ tính rất cao. Ông chủ đứng ngay cửa, ngoắc tay bảo tôi đi vào. Tôi gật nhẹ đầu. Vừa đặt bước vào trong, bỗng nghe hàng loạt tiếng xích sắt âm vang lào xào trong từng chiếc lồng sắt, tựa như khi bạn dội một bát nước lạnh vào chảo dầu đang sôi vậy.